Xin chào các bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp địa hình 9X, X4X trên Mercury, một dòng xe đạp địa hình đến từ thương hiệu 9X, một cái thương hiệu mà rất là nổi tiếng của Ý. Xe được chạy bộ group chuyển động Shimano Atut, và cái giá bán của chiếc xe bên em đang bán chiếc xe mức giá chỉ có là 6,5 triệu cho một chiếc xe đạp địa hình cực kỳ đẹp, thương hiệu tốt. Toàn bộ phần khung thì các bác có thể thấy trên hình, toàn bộ phần khung nhôm, nguyên từ loại nhôm, đạt chuẩn ISO 9001 này. Toàn bộ phần khung nhôm thương hiệu 9X, các bác cũng không còn xa lạ gì với cái thương hiệu này, thương hiệu đến từ Italy mà rất là nổi tiếng. Sử dụng bộ chuyển động Shimano Atut với 9 tầng líp và 3 tầng đĩa cho xe có 27 tốc độ khác nhau. Ngoại hình xe thì còn khá là mới và đẹp, như nước sơn các thứ của chiếc xe này còn giữ được cái độ bóng mới và rất là ít vết xước sát, rất là đẹp. Toàn bộ đồ trên xe là vẫn là nguyên bản nguyên zin đó, gốc là cũng nguyên zin. Ghi đông của chiếc xe ở đây cũng được trang bị bộ tay bấm của Shimano Atut và bộ phanh dầu của Shimano. Với cái tầm giá mà là 6,5 triệu, tầm 6,5 triệu hơn đấy, hơn 6,5 triệu thì đây là một cái chiếc xe mà nó có đủ những cái bộ option rất là ngon của dòng xe đạp địa hình. Phanh dầu thì đồ Shimano, sóc săn tua. Bánh bánh của chiếc xe là 26 inch. Bây giờ em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ để ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xoay xem đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 45 cm, thì khóa yên tới tâm cổ phốt là 56 cm, thì xe sẽ phù hợp các bác đi từ khoảng 1m64-65 đến khoảng 74-75 đi là phù hợp. Và chiếc xe đang bán bên em mức giá chỉ có là 6,5 triệu, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác có quan tâm đến chiếc xe thì nên là số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.